Hôm vừa rồi mình bảo với anh em là mình làm cái dòng Mazda C5, Mazda 3 là bóc phim cũ đi và dán lại cái phim mới nhiều nhất. Anh em không tin. Đây, mỗi ngày thông thường sẽ làm một đến hai con Mazda, và trong đó thì sẽ có cũng sẽ một xe, ít nhất phải có một xe là bóc cái phim cũ đi và dán lại phim mới. Đây, phim cũ của xe đây. Đây, nhìn đây. Đây là phim cũ của xe nhá, phim Luma nhá. Đây tấm tấm kính lái nhá. À, đây tấm kính sườn nhá, bên mình bóc ra nhá. Đấy, anh em cứ bảo không tin. Đây, đang dán lại phim 3M Crystalline cao cấp nhất, mã kính lái là CR60 và kính sườn CR20. Các chỉ số của nó sẽ là loại bỏ cái lượng nhiệt loại bỏ là tầm hơn 50%, ngăn cản tia UV là 99% và ngăn cản tia hồng ngoại là 98%. Đó, một cái dòng phim rất là chất lượng, và đặc biệt nó là dòng phim khoa học được ép từ 200 lớp thì nó không có gây cản sóng. Đó, cái hay của phim khoa học là như vậy. Đó, thì bây giờ anh em tin là ở Agala Thái Nguyên là một tháng có thể dán bóc cái phim cũ này và dán lại phim mới của dòng xe Mazda tầm 30-40 xe vậy ạ. Nếu mà chưa tin thì em mời qua Agala Thái Nguyên trải nghiệm anh em nhá.